Xin chào anh em đã đến với kênh Vinh Thành Audio. Trong video ngày hôm nay em sẽ thanh lý chiếc đầu đĩa Pioneer DBS6D. Toàn bộ mặt trước được thiết kế là phay nhôm và vằn chanh rất là đẹp nha. Dòng này thì nó đọc đĩa CD cực tốt luôn nha em. Đây là chiếc đĩa đọc nha. Đĩa chép. Mắt đọc CD cực tốt. Tuy nhiên cái phần DVD thì nó sẽ không đọc nha. Nên em sẽ thanh lý một cái giá cực tốt luôn để cho anh em chơi CD. Đọc CD cực kỳ nhạy luôn nha em. Bỏ đĩa vô và nhận đĩa liền nha. Rồi em sẽ test luôn cho anh em. Buông tay là đọc nha. Buông tay là đọc nha anh em. Đó, anh em sẽ thấy là cái độ nhạy của nó cực kỳ tốt nha nè. Đặc biệt CD cực kỳ nhạy luôn. Chất âm dòng này thì rất hay nha. Đây là một trong những cái dòng gấu của hãng Pioneer nha nè. Đây là cảnh mặt trước của máy nha nè. Phay nhôm và vằn chanh rất là đẹp nha. Hiện tại là em đang phối ghép cùng với chiếc MD Đà Nông 394 mã nha. Và chiếc đầu đĩa của chúng ta sẽ to hơn rất là nhiều nha nè. Mặt phay nhôm. Máy kèm khiển luôn nha nè. Đây là cái vết keo thôi nha. Size rất là to. Pioneer DBS6D. Toàn bộ giắc cắm là mạ vàng hết nha. Ao cổng analog, ao cổng quang. Chơi đĩa CD ngon bộ rẻ trong tầm giá luôn nha anh em. Cấu hình rất là gấu nha. Size to hơn chiếc AMD Đà Nông 394 là mã rất là nhiều nha. To khủng luôn. Kích thước chiều ngang của máy là 420mm. Chiều sâu là 360. Và chiều cao là 125mm. Nội thất bên trong đầu đĩa Pioneer nha anh em. Bo mạch rất là dày đặc nha. Một cái bo nguồn rất là to. Hai bo xử lý màu xanh phủ đầy cái vỉ máy luôn nha. Tiếng con này rất hay nha anh em. Chơi CD ngon bộ rẻ trong tầm giá nha. Với chiếc đầu Pioneer DBS6D đọc đĩa CD cực nhạy, anh em có thể chơi đĩa CD ngon bộ rẻ trong tầm giá. Với chiếc đầu đĩa này thì em sẽ bán với giá là 1.600.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.